nào. Cẩn thận nè, tôi đến đây. Shopping và tiêu tiền đúng là mệt. Hả? Kỳ vậy? Nhanh lên, đưa quạt tiền cho tôi. Ngon lành rồi. Biến đi. Sao nhiều tiền thế này? Mình biết phải làm gì rồi. Mình sẽ đi du lịch. Du lịch trong khi du lịch này. Này. Xin chào. Hình như cô này cần chút tiền tip. Đưa tôi mấy tờ lẻ nào. 1.000 là được rồi. Alo. Tôi sắp được gì nhỉ? Tôi cần phòng trong khách sạn này. Vâng, phòng xịn nhất. Phòng VIP đây. Cảm ơn. Đến mình. Chào, tôi book rồi. Đi chơi giá rẻ hả? Vé của cô đây. Wow, hôm nay tuyệt quá đi mất. Xong rồi nhé, bye bye. Tối nay mình sẽ ăn bò. Phew, tới nơi rồi, kiểm tra chút nào. Hả? Gì? VIP gì chứ? Làm tiền à? Còn nhỏ hơn phòng đựng chổi của mình. Nhanh nào, lấy đồ ra đi. Vâng. Mong là gu dỏm không truyền nhiễm. Phòng của mình nè. Ủa, cái gì? Wow, thích quá đi mất. Quá hoàn hảo. Giường còn chỉnh được nữa nè. Ôi, đỉnh luôn. Vậy, đây là biển hả? Mình là người xinh nhất ở đây. Ai đổ cát ra đây vậy? Ngon lành rồi. Nóng quá. Richard, nhanh lên, nhanh lên. Sao thế ạ? Không biết đâu, nóng quá. Cát làm móng chân tôi chảy rồi. Để tôi xử lý ạ. Rồi, nhanh nhanh. Thế là không còn cát nữa. Được chưa? Ok, Richard, đừng loanh quanh nữa. Đến ngay. Au, nóng khiếp. Ui, không có giày. Khoan. Vậy được nè. Và nữa đây. Tuyệt. Chỉ cần đạp dẹp nó thôi. Tuyệt. Có quai nè. Xịn giờ. Ui, chỗ này tuyệt quá. Cô ơi. Hả? Cô có biết giá thuê là 1.000 đô một giờ không? Trả trước. Thật luôn hả? Ôi trời, không, tôi đi ngay đây. Nghỉ chân một chút thôi mà. Chào nhá, chắc phải có chỗ nào được xíu chứ. Chắc đây nè. Mình cần khăn nữa. Vậy được rồi. Đây. Còn xịn hơn chỗ hồi nãy nữa. Không thoải mái lắm á. Để mình nằm sấp xem sao. Ngon lành. Chỗ gồ vẫn còn nè. Để coi cái gì nào. Cái gì? Cô ơi, cô làm gì thế? Xin chào. Chào chị cái. Bố em á, em vừa cắt bố nãy giờ rồi. Thế còn phòng tắm nhở? Đi đi, không ai biết đâu. Tuyệt vời, giờ chơi thôi. Mong là nước không lạnh. Được đó. Khoan, điện thoại của mình không thể tùy tiện để đó được. Lỡ đâu có người trộm, chắc mình nên giấu nó đi đâu nhở? Hay là... Chuẩn rồi, sẽ không ai nhìn đâu. Ew, mới luôn. Cố lên điện thoại ơi. Đấy, an toàn luôn. Đi bơi thôi. Cái gì đây? Nhìn đống rác này này, sao lại sợ đây chứ? Lũ bá rồi. Hả? Khiếp. Oh wow, còn vứt tã ở biển á? Phải bỏ tù thôi. Vui quá đi. Chuyến đi tuyệt nhất. Đi tắm biển xem nào. Richard. Nước ấm quá. Mình phải nấu thêm rồi. Cảm ơn Richard. Ổn áp rồi đấy.
Không có gì thưa cô. Chơi pháo nước thôi. Ui, lạ quá. Thôi kệ đời, mình đến. Cái gì? Ai vậy hả? Vui phết. Đổ hâm. Cậu ta bị sao thế? Tắm nắng vậy đủ rồi. Richard. Dạ thưa cô. Nắng làm da tôi cháy rồi. Tôi có mang kem chống nắng đây. Tốt, đi đi. Ok. Ini mini mini mo. Này. SPF 200, vậy chắc đủ rồi. Trời cả chai cho chắc, vậy mới được nha. Ổn rồi. Mình sẽ không bị cháy nữa. Ôi, ngủ ngon quá đi. Ôi không, da mình cháy và đỏ ửng lên rồi. Kem chống nắng. Hết hả? Giờ sao? Chắc phải có cái gì khác để dùng nhờ. Giờ sao? Cô bé đó kìa. Ok, đừng để con bé hoảng. Wow, đơn giản như đang giỡn luôn. Thật ra thì mình làm cái khác cơ. Đã cái nư ghê. Giờ ngủ tiếp thôi. Biến dùm đi. Anh ta đâu? Richard, đừng hòng mà xin mình đi vệ sinh nữa nhé. Tôi xin lỗi nhé. Quỷ hồn của mình đâu? Cái tên ích kỷ đó. Mình mất thẻ rồi. Dám để mình lại đây một mình hả? Chắc đâu đây thôi à. Mình có thể bị cướp ba hoặc mất tích, bỏ tay luôn. Bảo trọng, bye. Mấy người này chả coi trọng mình. Mình nên đi về phòng thôi. Mình làm mất thẻ rồi. Dưới cát kia kìa. Ghét chỗ này ghê. Vậy mới chuẩn chứ. Sang chảnh hơn nhiều. Phải bồi bổ mới được. Này, nhanh lên. Thưa cô, có cần tôi giúp ạ? Tôi muốn ăn bánh croissants, hai món chính và vài miếng thơm cùng đồ ngọt cho tráng miệng. Ok, tôi đã rõ. Wow, hơi chậm chút, nhưng tuyệt đó nha. Khoan. Hả? Tôi cần thẻ của cô đã. Đương nhiên rồi, đơn giản thôi. Hả? Hạng phổ thông á? Xin lỗi nha, hạng này không đi kèm bữa tối. Nhưng... cái gì đây? Cô chỉ được thế này thôi. Chụp vui. Ok. Ôi là trời, ngon tuyệt cú mèo. Quá đã. Thật hoàn hảo. Sao mình chưa từng ăn món này nhỉ? Nữa đi, nữa đi, nữa. Món ngon nhất đời. Nhưng sao mình lại cầm thẻ này? Thẻ mình đâu? Chả hợp lý tí. Này, khiếp. Xin lỗi nhá. Ước gì mình tìm ra Richard nhỉ? Wow, sang chảnh quá. Mình nên ăn cái gì ta? Lấy thẻ ra nào. VIP hả? Wow, thẻ của nhà giàu nè. Wow, là hàu phải không? Yum. Mở ra coi. Không. Oopsie. Xin lỗi nhá. Tôi ăn xong rồi, bye. Giờ mình cũng chẳng về phòng được. Mà chờ chút. Hạng phổ thông. Ok, đây là phòng mình nè. Để coi. Gì? Nhìn như bị cướp á. Thế này ai mà sống được cơ chứ? Khủng khiếp quá. Ngồi nghĩ xem nào. Chả, cũng không đến nỗi. Sao lại có con nhện to đùng thế chứ? Ew, chỗ này quá nguy hiểm. Này, Richard. Ai mà nghĩ được mình ở đây chứ? Chà, hay là mình gọi nhà băng nhỉ? Không sống hả? Sao cái gì cũng hỏng thế? Bất công quá, xinh như mình mà phải ở đây sao? Ngắm cảnh tí xem nào. Sao vậy? Là hẻm sao? Cái gì? Ôi không, đây là đâu? Phòng mình sao đẹp vậy được? Oh yeah. Trời ơi,
chắc là ở đâu đây thôi. Đây nè, hóa ra mình nhặt được lúc đó. Giờ mình ốc. Oops, chào buổi sáng thưa cô. Bữa sáng đây ạ. Wow, ăn sáng trên giường xịn. Đồ ngọt. Yum. Vào bụng ta đi. Tôi đi đây thưa cô. Chào cô. Không biết cái này bắt được gì nhờ. Thử luôn. Ồ, chắc là một con cá ngừ mắc tiền. Ồ, hình như có gì nè. Wow, điện thoại mới. Đỉnh. Để coi lần này thế nào. Lại là tiền. Cháu xin nhá. Cháu có cái này này. Nhiều tiền hơn mình đi làm nữa. Wow, ngọc trai đẹp quá. Vậy mà người ta bảo câu cá chán. Thử xem lần này câu được cái gì nhá. Đi nào. Hỡi đại dương, cho ta cái gì xịn đi. Thôi nào. Có rồi này. Sao qua đi. Đừng nhìn lên. Mình phải ra khỏi đây. Tìm thẻ trước cái đã. Có cách rồi. Ngụy trang hơi bị đỉnh luôn. Có được không ta? Hay quá đi. Ok là. Chào cô. Tôi giúp được gì nhỉ? Ý là tôi lấy nhầm thẻ và cần thẻ mới thôi á. Vâng. Thật sao? Để tôi xem. Là tôi đó, chuẩn. Dìa giống nè. Chà. Được thôi Thanh. Cảm ơn. Tuyệt. Lạ lùng. Phòng mình. Mình phải thật là lén lút. Sắp rồi. Nãy giờ vẫn ổn. Giờ lén vào trong thôi. Và đã vào. Để coi chỗ nào ta. Kìa. Mình phải đi qua bên kia. Nhào lộn này. Ngủ dã man. Không có ai. Phew. Mệt mỏi hết sức. Gần lắm rồi. Chúng ta sẽ lại đoàn tụ thôi. Ôi không, lớp ngụy trang. Ổn áp nha. Lại đây với chị nào. Gì đấy? Trông quen quá. Ủa khoan. Nè. Có lẽ nào là em của mình. Không thể tin nổi. Xin thứ lỗi. Cướp hả? Không, là chị em nè. Thấy chưa? Ruby là chị. Chị có gì ở trông vẫn xinh xẻo á. Ngồi đi. Wow, đó giờ tụi mình toàn ở cãi nhau luôn. Đi chơi thôi. Anh đang làm gì ở đây? Của em mà. Đau quá. Chúng ta đi du lịch thôi cú nơi. Tới bãi biển nào. Đến lúc rồi. Khoan. Để tôi kiểm tra điện thoại đã. Sao? Tôi sẽ không bao giờ thấy được biển. Tuyệt quá, nghỉ xả hơi thôi. Mình muốn nghỉ xả hơi. Tủ lạnh có gì nhỉ? Hóa ra là nó ở đây. Phải đi mua đồ mới được. Mình lấy nước ép. Có đủ không ạ? Cậu là khách hàng thứ 1000. Xin chúc
mừng nhé. Ơ, này mình hên quá. Cuối cùng mình cũng được nghỉ. Này, chỗ anh ở kia kìa. Hả? Đây là chỗ em. Hạng phổ thông. Thật đấy à? Tôi chắc anh ra bãi biển đây. Sao mà quá vậy trời. Biển ơi, bị đến này. Nhìn anh chả có tí hè nào. Có thế chứ. Chúng ta đi thôi. Là anh. Làm gì đi chứ. Vâng ạ. Ấm hơn rồi đó. Xuống bơi cho mát nào. Không cần đâu. Mình không muốn bị trộm mất ra tài đâu. Không. Bị má. Chắc ai nhìn thấy được. Mình đúng là thiên tài. Tôi lạnh quá. Tao sợ hãi. Nóng. Đừng lo thưa cô. Đỡ nóng rồi đấy. Cho anh mình nhé, bé ngoan. Này, nhiều loại kem dưỡng quá. Đây này. Có ngày à. Ngủ ở đây thích thật. Bỏng rồi. Kem chống nắng. Hết rồi sao? Để ăn trưa mà thôi kệ. Sữa chua làm dịu giá. Dễ chịu ghê. Trông ngon miệng. Để tôi đợi ạ. Nước nóng xiết thì bỏng. Nhưng mình đã có mẹo này. Này. Sorry. Thêm lần nữa. Hạt lành. Giờ mình sẽ ngồi thiền. Thở ra. Này. Sorry. Vệ sinh. Các cô, chúng ta có vấn đề. Đã rõ, tôi sẽ mang kèm đến ngay. Kèm đi, kèm đi, kèm đi. Muốn ăn một cây. Này, cho một cây kem. Trời, quay lại. Mình sẽ kiếm tiền mua kem. Bò sò độc đáo chỉ dành cho bạn chỉ trong hôm nay. Lại đây, đá đây, đá thần đây, lại mua đá thần đi. Cho chị mua viên này đi. Đồ nhãi con. Nghỉ người đã. Đùa tí cho vui nào. À, tiếng sau.
trời ơi! Đây có phải là giọng mình không? Không, không, không! Anh cứ liệu hồn đấy! Cái chai à? Gì vậy? Đây rồi! Ủa đây là đâu? Trời ơi! Sao chồng mình té đây? May là mình cất điện thoại trong túi nhựa. Hả? Không có sóng hả? Ha ha! Sao rồi? Hả? Ôi không! Cách đó không ổn chút nào. Ôi trời ơi! Cái gì vậy? Sao? Vệ sĩ, mang ghế lại đây. Mọi người đâu cả rồi? Ra là bụng đang sôi, đói quá. Chắc là thú hoàng đấy, và chúng sẽ ăn thịt chúng ta. Trời ơi! Anh lấy đâu ra vậy? Dạ, em hái ở cây cao nhất cho em đấy. Thật sao? Anh thật dũng cảm. Bình thường mà. Càng lúc càng lạnh. Anh có cần không nè? Sao không nói sớm? Sao? Lúc nào em cũng mang theo mà. Ấm rồi nè. Mình cần tìm cách thoát khỏi đây. Cái heo tội nghiệp. Quá trời trai này. Wow, hiệu quả thật đấy. Về bãi biển thôi. Đi thôi. Em không chịu nổi nữa. Đúng rồi. Trở về cảm giác tuyệt quá. Mình muốn ăn kem. Ê, vệ sĩ, mang thêm một que đi. Cảm ơn. Nhòm. Có bản đồ đây. Chắc là chuyến phiêu lưu mới cho tụi mình. Của em rồi. Xem nào. Kho báu. Cuối cùng mình sẽ thành phú bà. Khoan. Hả? Thôi nào. Là vàng đấy ư? Ôi đúng. Xem có phải vàng thật không? Ôi, cục vàng nhỏ của mẹ. Đi nào Daisy, về nhà thôi con. Ôi không. Thôi kệ đi, vẫn là vàng. Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy. Hả? Ew, bãi biển này thật quê mùa. Không. Thưa cô. Chỗ này phèn quá, hãy thay đổi nó giúp tôi. Vâng ạ. Có thế chứ. Có tại đây ạ. Tốt lắm. Nhưng ở đây quá nắng. Từ từ chờ chút nhá. Mát hơn hẳn. Hôm nay quả là ngày đẹp trời. Bãi biển quá tuyệt. Này, đợi anh với. Đi bơi cho mát. Đi thôi Ruby.
Nóng chết mất. Giá mà mình có tiền mua dép nhỉ. Tiểu thư, tham đồ của cô đây à? Anh đây rồi. Chả hiểu làm gì mà lâu thế. Nhưng mình muốn đi bơi. Được rồi, đi thôi. Ôi khoan, mình để đồ ở đó sao? Không. Tao đây rồi. Nước lạnh quá. Alfred, sửa đi. Đừng lo, tôi có cái. Sao nó ra? Alfred, đừng lo cho tôi. Giờ tôi sẽ... Úi sao em mát quá. Úi. Hình như nước ấm lên rồi này. Có thế chứ, giỏi lắm. Khoan. Nhưng không có gì hả? Một ngày tuyệt đẹp. Khoan, gì kia? Ông già kia là ai? Mà sao ông ta lại nhìn đồ của mình? Này, kẻ trộm. Mình phải bảo vệ đồ của mình. Đừng hòng cuống đồ của chị. Tên xấu xa. Hình như có tiếng người đâu đây. Thôi cả đi, mình nên về nhà thôi. Được rồi, nhét tất cả vào đây. Cố trộm của chị nữa đi. Wow, nó nặng hơn là mình tưởng. Chris. Người Hồng ơi. Em có sao không? Là anh với nó. Được rồi, giờ mình sẽ là công chúa gặp nạn cho hoàng tử. Cứu, cứu với, cứu, tôi bị đuối. Thôi thôi, đến đây. Tôi đây, tôi đâu cần anh giúp đồ ngốc. Tôi muốn Chris cơ. Ôi, ngôi sao nhạc rock. Em ở thiên đường sao? Tỉnh đi em. Là anh. Phản đây. Chào Chris. Em. Anh cứu tớ trước. Không, anh thích tớ. Không tớ. Mình sẽ đi bơi. Khoan đã. Anh đi đâu rồi? Chris. Tất cả là tại cậu. Được rồi, mình phải giấu đồ cái đã. Ổn rồi. Và chuẩn, chỉ thế thôi. Giờ đố ai trộm được luôn. Hả? Cậu ăn trộm Chris của tớ thì tớ không để yên đâu. Hãy thử nghiệm loại em trong nắng tuyệt vời. Và giờ để lại một thông điệp nhỏ. Ok đấy. Mình bị sao vậy nè? Ôi không. Nhìn cậu mà xem. Chắc chắn là của ta. Alfred, đưa tôi kem chống nắng xịn sò đắt tiền nào. Mình có thể cảm nhận chất lượng hảo hạng. Nhưng sao mà nó hôi quá vậy? Đó là kem dưỡng lạnh. Cho đáng đời nhé. Có gì mới không?